Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin FK Mobi có được, thì tựa game đấu tử 66 hấp dẫn Tam Quốc Chí Tôn đã được nhà phát hành Game Z đưa về Việt Nam thành công. Tam Quốc Chí Tôn là tựa game chiến thuật thể tướng được xây dựng dựa trên cốt truyện Tam Quốc nổi tiếng của tác giả La Quán Trung. Trò chơi đưa game thủ trở thành chúa công, chiêu mộ các danh tướng trong thiên hạ, bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt nhất lịch sử Trung Quốc. Game sử dụng nền đồ họa 3D bắt mắt, bối cảnh cổ xưa với gam màu tươi sáng làm chủ đạo làm mọi thứ càng trở nên rực rỡ vui nhộn. Nhân vật được thiết kế theo phong cách chibi ngộ nghĩnh đáng yêu nhưng không làm mất đi vẻ đặc trưng thần thái vốn có để người chơi dễ dàng nhận biết. Về gameplay, Tam Quốc Chí Tôn Mobile giới thiệu đến người chơi phong cách thanh bay 66 quen thuộc. Nhưng vì hướng đến tiêu chí tốc chiến tốc thắng nên bạn có thể hoàn toàn autoplay, tăng tốc trận đánh hoặc thậm chí bỏ qua trận nếu cần. Tuy nhiên, trò chơi vẫn đòi hỏi người chơi phải có sự am hiểu điểm mạnh yếu của mỗi vị tướng để tạo ra đội hình cân bằng đủ tên, phép sát thương, gây hiệu ứng. Sản phẩm còn mang đến yếu tố điều khiển thời tiết và sử dụng sức mạnh nguyên tố độc lạ, khiến các trận đánh trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Điểm nổi bật Tam Quốc Chí Tôn so với những tựa game chiến thuật thể tướng khác cùng thể loại, đó chính là hệ thống quân đoàn nhằm gắn kết giữa các thành viên. Qua đó, game thủ sẽ được thỏa sức chinh chiến trong các hoạt động tập thể như săn boss, nhặt đồ, đấu giá, tìm kiếm thẻ tướng xịn. Đến với game mobile Tam Quốc Chí Tôn, không chỉ là thỏa mãn đam mê mà bạn còn thực sự bước vào những trận đấu đỉnh cao, đậm tính thử thách. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giới thiệu đến người chơi hàng loạt các tính năng quen thuộc như tăng cấp, cường hóa, tiến cấp, nâng phẩm nhằm cải thiện sức mạnh tham gia vào các đấu trường xếp hạng. Nhìn chung với đồ họa 3D kiểu hoạt hình đẹp mắt và lối chơi đấu tướng tốc chiến tốc thắng thì Tam Quốc Chí Tôn hứa hẹn là lựa chọn không hề tồi cho những ai yêu thích thể loại chiến thuật thể tướng Tam Quốc tại thị trường Việt Nam. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới giới cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.